Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn trong vòng một nốt nhạc các bạn có thể dùng chiếc K10 này với chiếc dây live stream này có thể live stream trên Bigo Live, có thể hát hò này, giao lưu giữa hai người như kiểu dạng PK ấy, mọi người hay chơi PK ở trên Bigo Live đó, hay là vào các room để trò chuyện, để các room để hát hò giao lưu với mấy chục người với nhau ấy. Có một số người bảo là K10 này không thể sử dụng những chức năng đó ở trên Bigo Live, hoàn toàn không đúng các bạn nhé. Mình có thể trong vòng 1 giây hướng dẫn các bạn dùng chính dây livestream 3 màu này với lại chiếc K10 này, các bạn có thể làm được điều đó ngay mà không cần phải suy nghĩ gì khác. Ok, nếu như bình thường các bạn dùng dây livestream trên Facebook các thứ thì chỉ cần một dây màu hồng này đúng không các bạn? Dây màu hồng cắm vào cổng dây livestream một trước này, như vậy là xong. Có một số người bảo là dùng dây màu xanh này để cắm vào cổng lấy nhạc từ điện thoại khác như thế này. Nếu mà như thế này ấy, các bạn lấy nhạc từ điện thoại thì sẽ không có chỗ nào để cắm dây lấy nhạc từ điện thoại nữa, trừ khi các bạn lấy nhạc từ máy tính. Còn không thì sẽ không có nhạc mà các bạn chỉ nói chuyện như thế thôi. Đây là một cách mà tớ sẽ giúp các bạn không cần phải làm điều đó. Các bạn biết không, phía đằng trước này có 5 cổng tất cả đúng không ạ? Cổng dây livestream này, cổng tai nghe này, cổng mic gia đình này, hay là nhạc cụ cắm ở đây này. Cổng mic 48V này, cổng mic 5V này. 5V thì dùng cái mic này rồi. Các bạn khi hát ở trên live Bigo Live, các bạn sẽ dùng mic 5V đúng không ạ? Nếu mà trên K10 này đa số các bạn dùng mic 5V đúng không ạ? Thì các bạn dùng dây màu xanh này cắm vào cổng mic 48V cho mình. Cổng mic 48V đó. Đây, cắm vào cổng mic 48V này, K10. Cắm vào cổng mic 48V. Thế là các bạn có thể thoải mái hát hò, nói chuyện giao lưu trên Bigo Live thoải mái luôn. Mình cam kết 100% là được. Cam kết với các bạn như thế nhá. Còn ai không được, vui lòng comment xuống bên dưới giúp tớ, bảo không thể giao lưu trên Bigo Live bằng cái cách kết nối này được các bạn nhé. Lúc đó các bạn mắng tớ cũng được, mình cam kết là kết nối như này là được các bạn nhé. Các bạn thấy hay, ý nghĩa, các bạn vui lòng chia sẻ giúp tớ cho các bạn khác còn chưa biết, và ấn ủng hộ đăng ký kênh giúp tớ để tớ làm ra nhiều video clip hay hơn nữa các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.